mấy đôi giày này đang giảm giá và họ sẽ không mang về bán nữa. Còn 9 đồng 97 sen, có cái ngôi sao các bạn thấy không, đây nhìn nó mềm mà có cái đế như vậy nè, mang mình nghĩ nó êm chân lắm á. Quà trà sữa trân châu Đài Loan nè, hai loại là creme brulee, hai loại là khoai môn, hai loại là nước trái cây. Cái bộ mà này nè, ở trong đây người ta bán hôm bữa là 65 đô, mà mình thấy có chỗ là bán 75 đô luôn, cũng là Costco nha các bạn. Thì cái location khác sẽ bán là 75 đô, hôm nay giảm giá còn 50 đô nè, mà cũng không có còn nhiều, cho nên là bạn nào muốn thì vô mua nha, tại vì nó còn có nhiêu đây thôi nè. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT đưa các bạn đi Costco. Phải rồi, các bạn ơi, đi Costco để mình mua những cái món mặt hàng đang on sale, đang giảm giá mà mình cần phải mua trước khi nó hết đó các bạn. Những mặt hàng mà Costco vừa mới về, nếu mình mua không kịp nó sẽ hết hàng tiếp. Có những món hàng mà KT cũng chờ đợi một thời gian rồi mới có về lại. Thì hôm nay KT sẽ tranh thủ thời gian đi mua và chia sẻ với các bạn là những món gì mình cần mua trước khi họ không có đem về bán nữa. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi nha. Hôm nay KT đi Costco ở đường mặt MacArthur nha các bạn. Cái bình này nè các bạn, rất là tốt, đang giảm giá 799. Ở đây là người ta limit 2 cái cho mỗi người, cho nên là bạn nào muốn mà rửa giống như là lò chiên không dầu, hay là lò, hay là rửa chén, thì cái này rất là tốt luôn. Mình chỉ xịt lên rồi mình rửa thôi. Kế bên nó đó, vừa bước vô cửa nha các bạn, kế bên nó là cái Swiffer. Cái này nó ướt ướt nè, để lau nhà cho nó sạch. Đang giảm giá luôn, 13 đồng 79. Em sorry. Cái dù này là 589, để ngoài patio, rất là to mà đẹp lắm nha, nhìn chắc chắn lắm nè. Cái này là người ta bán cho mùa xuân và mùa hè, nếu như mà mình mua không kịp người ta sẽ bán hết hàng luôn. Còn cái bộ bàn ghế này ở ngoài trời nè, đẹp lắm luôn đó, có nguyên bộ này luôn, 1600, nhìn mê quá. Còn đây là bộ bàn ghế này to như thế này, ở giữa là có cái lò sưởi luôn, 3000 đô. Bộ này là 1299. Hôm bữa các bạn nhờ mình quay kỹ thì hôm nay mình quay kỹ cái phần này. Bạn nào mà có cần cái storage á, thì cái này là 799 đồng. Cái size là 8x5. Nhìn ở trong nha, nó có một cái lót như thế này để mình đựng đồ đó các bạn, để ngoài sân phía sau góc nhà đó mình đựng thêm đồ. Wow, cái bộ bàn này cũng đẹp ghê á, 2400 nè. Cái ghế ngồi qua bên đó luôn, và có cái tay ở giữa luôn nè, cái đồ gác tay á, mình đựng đồ được luôn. Còn bạn nào mà cần mua mấy cái xí nè che nắng lại, ở đây người ta cũng có bán để mình coi giá. Giá là 64 đồng 99. Chiều ngang 8 feet, chiều dài 8 feet, nhìn nó đẹp lắm. Mới mùa xuân là Costco đã đem những cái bàn ghế ở ngoài trời á, đây đem về rất là nhiều luôn. Bạn này là 2199, mình coi như 2002 đi. Đẹp quá. Nguyên cái playground này quá trời đẹp luôn. Cái này dành cho gia đình nào mà có sân rộng á các bạn, bỏ nguyên cái playground này. Mà mình không có thấy giá nha, mình định tìm giá cho các bạn. Nhưng mà hôm nay mình đi quay là cố tình chia sẻ với các bạn cái này. Cái deck tile mình thấy rất là nhiều bạn xài cái này luôn, nhưng mà người ta không có còn nhiều, cho nên là mình muốn chia sẻ là bạn nào thích thì vô mua. Cái này không có sợ trời mưa
mà rất là dễ dễ lắp, 19.99 nè, mà cho coi như đây nguyên cái lốc này luôn, 19.99. Cái này giống như mình đem ra ngoài á, các bạn đem ra ngoài patio nè, các bạn nhìn nè, người ta lót nè, đẹp quá chừng đẹp luôn ha. Nhìn vô mà thì nếu mà không biết á là mình tưởng đâu là xi măng hay là thau. Đèn LED này mình gắn ở ngoài vườn cho nó đẹp nè các bạn. Đây là một trong những món mà Kitty sẽ mua hôm nay, là bởi vì nó đang giảm giá còn 39.99, nhưng mà limit có mua được có 5 hộp như thế này thôi nha. Cái này là made in Việt Nam nha các bạn. Mua 4 hộp. Cái này là không có đổi màu được nha các bạn, mà là một màu thôi, 48 feet LED. Cái đèn này đang giảm giá nha, 30 đồng off luôn, 120 đô. Wow. Nhà bạn nào mà xài ring á thì đây, cái ring system này giống như là alarm system á, tức là mấy cái chống trộm nữa các bạn. Thì ở đây là tới 10 miếng nha, trong đây có 10 miếng mà 230 đô thôi. Đó là 10 miếng này, cái keypad, cái hú giống như speaker, mấy cái sensor. Còn cái camera này, camera đó là 250, dành cho bạn nào mà cần mua nè. Hình như là mình chưa bao giờ thấy cái này on sale hết á. Bạn nào mà thấy nó giảm giá khi nào lúc trước rồi đó, bạn có thể chia sẻ với Katie với nha, để cho tất cả mọi người biết là nó có sale, chứ mình coi rồi mình không có thấy bao giờ nó sale hết trơn á. Cái kế tiếp mình nghĩ nên mua ở Costco đó là cái cục này nè các bạn, cái cục charger có 39.99 thôi. Nhìn mình mê lắm. Nó vừa là cái cục này mình gắm điện vô, vừa charge phone, iPhone, Samsung đều được nè, mà nó giữ cái điện trong đó cho tới 54 tiếng luôn. Nhìn ngầu lắm chưa. Đây nè, đó, mình gắm vô cái ổ điện như thế này, nhìn mê lắm. Cái này là made in China nha các bạn. Kế đến là nên mua cái này nếu như bạn đang cần mấy cái ổ điện, đang giảm giá có 34.99. Cái này hôm bữa Katie mua một ổ như thế này thôi, tại cái này nó có USB này cho bạn cắm nè. Đó. Thì khi mà Katie mua có một cái này thôi là 20 mấy đô ở trong Home Depot á, trong khi cái này nó quá chừng luôn các bạn. Tức 3 cái luôn mà 35 đồng. Mình thấy là quá rẻ mà giờ mình đã mua nhiều ở nhà rồi. Đó, mình cắm như thế này quá chừng ổ điện luôn nè. Cái này là máy in China luôn nha các bạn. Để mình quay rõ cái item number cho bạn nào cần biết. Mấy đôi giày này đang giảm giá và họ sẽ không mang về bán nữa. Còn 9 đồng 97 sen. Có cái ngôi sao các bạn thấy không? Đây. Nhìn nó mềm, mà có cái đế như vậy nè, mang mình nghĩ nó êm chân lắm á. Nếu mà thích thì các bạn có thể vào đây xem và mua nha, để mình coi. Cũng mấy chai này nha các bạn. Còn giày của nam cũng đang giảm giá, còn 19.97 sen, cũng có cái ngôi sao nha các bạn. Đây, mà mình nhìn thấy cũng đẹp lắm, cũng êm lắm nha. Đây nè, có màu xám và màu đen. Đất đang sale cho nên là người ta mua rất là nhiều. Một bao như vậy là 50 cost nha các bạn, thì giá là 7 đồng 49. Hết sạch luôn rồi. Đó, giá 7 đồng 49, cho nên bà con mua hết trơn. Bây giờ còn có bao cuối cùng ở đây, nhưng mà nó bị rách rồi đó. Mì xào của Nhật nè các bạn, 16 đồng 69, tức là 5 đồng 49 một hào như thế này. Nhưng mà một gợi ý như thế này thì tùy theo. Một cái 16.69 nè, một cái 19.22 nè, cái này 16.47, tùy theo cái nào nhiều hay ít. Có thịt gà nè,
rau cải có sốt nữa. Cái này rất là ngon. Mà bạn nào mà không có thời gian, mình muốn thì giờ mình chỉ trộn lên mình xào lên thôi, vậy là được rồi đó. Có chỗ Costco có bán, có chỗ không. Còn cái vỉ này taco, cái dạng taco mà gà ấy các bạn. Ủa, nhìn rất là ngon luôn. 15 đồng 21, 5 đồng 49 xem 1 pound luôn. Sủi cảo của Hàn Quốc, vị bò đang giảm giá 9 đồng 59 sen, 3 tây tháng 4 hết hạn. Bình thường là cao giá là 12 đồng 59 luôn nha các bạn, giờ có 9 đồng 59 thôi. Pizza loại này không có sale, 11 đồng 59 không có sale nha. Nhưng mà cái này là rất là ngon. Sâm đỏ Hàn Quốc, có nhiều bạn hỏi mình là ở đâu. Ở đây cũng có bán, nó nằm bây giờ là người ta đang để trước cái chỗ cái tủ lạnh mà bán rau cải đó các bạn. Thì ở đây người ta để ngay chỗ này luôn nè. Sâm đỏ, cái nước sâm này uống của Hàn Quốc mà loại mà plus á, hôm bữa các bạn nói là 16 đồng 99, nhưng mà thật ra cái này là loại plus cho nên nó cao tiền hơn. Mà cũng không có còn nhiều cho nên là bạn nào muốn thì vô mua nha. Tại vì nó còn có nhiêu đây thôi nè. Cũng ngay cánh cửa của tủ lạnh rau củ quả nè, thì người ta đang bán cái mật ong gừng. Có nhiều bạn hỏi là ở đâu bán đó, thì ở đây cũng còn một ít hàng thôi, không còn nhiều nha. Mà một hũ như thế này to đùng luôn, nhiều lắm. Để mình cho các bạn xem. Đó, nó to như thế này, tới 70 ounce luôn, tức là 2kg nè, mà có 8 đồng 49 sen thôi. Số lượng không còn nhiều cho nên là bạn nào cần thì cứ ghé mua nha. Hết hạn vào tháng 1 năm 2024 mà product của Hàn Quốc. Để mình mua một hũ về. Hồi lúc trước khi chị hay uống cái nước dừa này, cái nước dừa này rất là ngon. Nước dừa tươi nha, 13 đồng 69, 6 chai, 6 bình nhỏ nhỏ. Thì Costco cũng ra hiệu của Costco nè, cũng 6 chai nhưng mà 11 đồng 99, mình mua về mình uống mình review. Để mình coi product ở đâu. Khi mà bạn mở thì bạn phải uống trong vòng 5 ngày nha. Product của Thái Lan luôn. Này là organic nha các bạn. Ngày hết hạn là tháng 5, 29 tây của năm nay. Uống thử nước dừa tươi. So với lại cái bình mà mình hay uống á các bạn, thì mình thấy cái này không ngon bằng. Ví dụ cái bình mình hay uống bình thường á là 10 điểm, thì cái này khoảng 6 điểm, nó không có ngon bằng. Nó khác xa luôn các bạn ơi. Đối với khẩu vị của KT nha, cái vị bên kia nó hơi ngọt hơn chút. Bạn nào mà không thích uống ngọt, thích uống lạt lạt thì sẽ thích cái này. Còn KT thì thích uống nó ngọt ngọt và nó đậm vị hơn á. Tức là cái mùi nước dừa tươi nó mạnh hơn, nó thơm hơn. Cái này mình thấy nó hơi nhạt nhẽo. Đại ca thấy như thế nào? Đối với anh thì kìa, nó cũng không khác bị gì mấy. Chứ có thể là cái kia 10 điểm, cái này 9 điểm. Ủa vậy hả? Không có khác bị gì xa hả? Cái cánh cửa ở cuối của ngay chỗ tủ lạnh là ngay chỗ cái vách tường luôn nè các bạn. Thì người ta sẽ để cái này, bô bà trà sữa trân châu Đài Loan nè. Thì ở đây là có 4 bịch trà sữa trân châu Đài Loan. Rồi có loại là creme brulee luôn, 2 loại là creme brulee, 2 loại là khoai môn, 2 loại là nước trái cây của thơm, trái thơm á. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Thì người ta cũng còn có nhiêu đây mặt hàng thôi nè. Cho nên là nếu mà các bạn muốn mua thì ghé mua nha. Cái này ngày hết hạn là 2023, tháng 4, 23 tây. Mà mình không thấy mấy ở đâu hết trơn á. Để import ở Tustin mà không có thể là mở ra thì sẽ biết. Để mình về, mình mua về mình mở ra nha. Bây giờ mình mở ra xem ở trong nè. Trong đây là có 6 túi bô bà như thế này. Cái loại bô bà này là có đường nâu nha. Có 4 túi. Túi này là trà sữa bằng bột á các bạn. Mình sẽ thử cái này trước. Cái này là trà sữa loại creme brulee.
Và ở đây là có hai loại tỏi trà. Tỏi trà trái cây này á, thì có loại bô bài trái cây luôn. Uống được thôi các bạn. Đối với khẩu vị của mình là mình ghiền trà sữa, thì này nếu mà có 5 sao chắc mình chấm khoảng 2 sao thôi à. Uống được thôi à. Mình sẽ không mua nữa. Không có mua nữa. Không mua nữa. Uống cho mấy sao? Con cho 3 sao. Ừ, 3 sao. Có bạn hỏi mình là quay mấy cái planter, mấy cái chậu này nè các bạn. Chậu này á thì 22 đô, nhưng mà cái chậu bên đây á là 49 đô, 49.99 chứ. Cái chậu này ở ngoài đẹp lắm, màu xanh đẹp vô cùng luôn và nhìn sang. Và giống như mình nói á, là mình muốn chia sẻ với các bạn là bởi vì nó không còn nhiều, mà một khi nó hết hàng rồi á là người ta không có mang về nữa, tại vì người ta để có nhiêu đây thôi à, đem về để bán cho cái mùa này nè. Và cái kéo làm vườn đó, một cặp như thế này đang giảm giá 19.99, hết hạn vào ngày 3 tháng 4 nha các bạn. Mình cũng đang cần cho nên mình sẽ mua cái này mấy anh trai nè luôn nha các bạn. Nguyên cái hàng này là đi cắm trại nha các bạn, đi camping nè đó. Cái giỏng trời ơi nó gọn ghê không, 24.99 nha. Những cái mặt hàng này nè là nó sẽ bán rất là nhanh, cũng không có nhiều đâu nha các bạn. Cái ghế ngồi này là 36.99. Tại hôm nay quan trọng là Katie chia sẻ cái này là bởi vì hôm bữa Katie không có biết, Katie mua trên Amazon một cái đèn như vậy là 20 mấy đô. Cái này là hiệu Duracell nha, nhưng mà ở trong đây á, người ta bán là 21.99 cho hai cái luôn, cho một cặp như thế này luôn. Sướng như sợ không, nó quá là rẻ luôn, hai cái mà 21.99. Và cái này mình đi biển nè các bạn, đi biển á, mình bỏ đồ lên rất là được nhiều luôn, rồi mình kéo nó, cái bánh xe nhìn rất là ngầu, mà giá là 79.99, mà xếp vô thấy rất là gọn nè. Cái ghế này là cái ghế mà người ta giống như người ta xếp lại được á, đang giảm giá là 39.99. Này dành cho bạn nào mà hay đi cắm trại hay là đi biển rồi chơi á. Đó, nó nhìn như thế này nó có cái chỗ để cho mình đựng nước ngọt hay là nước rồi nè. Kiến đi biển cũng có bán luôn, 24.99. Bây giờ là người ta bắt đầu bỏ đồ mùa hè đồ ra các bạn, mùa xuân mùa hè nè, sắp tới nè, đi biển nè. Cái cây mà mình đi hiking mà giống như là mình cần, giống như kỳ kỳ đi hiking mà mệt quá đó các bạn, thì cần có cái cây này đó. Ở đây bán 31.99 đây nè. Rượu vodka đang giảm giá 38.99. Lâu lâu rượu vodka này mình thấy mới giảm giá nè, giảm còn 38.99. Cái hiệu Grey Goose mình nói rồi đó, nó rất là nổi tiếng. Thì vodka của Kirkland của Costco 18.99. Nhưng mà giống như mình nói á, mình khi mà mình đọc về tin tức thì người ta nói là cái này là của Grey Goose luôn, mà cái vị nó hơi khác một chút xíu. Nguyên cái bộ chổi này đang giảm giá nè các bạn, có hai cây chổi và một cái hút rác 7.99. Người ta có limit 5 cây là cùng nha. Và 3 tây tháng 4 là hết rồi. Và cái này là made in Mexico. Trời ơi, có cái bộ bàn này mình mê lắm các bạn, mình mê từ nhỏ luôn. Và người ta đang giảm giá tới 100 đồng off.
bây giờ còn có 300 đô thôi. À, cái này là đá bóng bàn nè. Lúc còn nhỏ mình chơi cái này mình mê lắm các bạn. À, thì bạn nào mà cần á thì ở đây sale giảm giá mà nhìn chất lượng lắm nha. Ở đây người ta còn có đúng 2, 4, 5 bộ mà thôi. Để quay gần cho các bạn xem cái item number luôn. Để cho bạn nào cần. Em xem 100 đồng. Ờ, 100 đồng ớ. Và cái này cũng mấy chai này nha các bạn. Thì thường thường những món này mình nói rồi đó. Mấy cái món này là thường thường là đồ dùng trong nhà là mấy chai này hết. Wow, mình xong mình mê mấy cái gối này lắm các bạn ơi. Mấy cái gối mà mình để trong phòng khách nữa. Mình nằm coi phim, coi tivi á các bạn. Nó mịn lắm các bạn ơi. Mà có 20 đồng cái như thế này thôi. Thì một bên á là màu này. Còn một bên á là màu trắng như thế này. Nó có màu nâu nữa nè. Đẹp quá chừng luôn. Rồi màu trắng không? Nếu mà bạn chỉ thích màu trắng. Đó, giống như vậy nè. Mịn mà đẹp quá chừng luôn. Cái này chụp hình đẹp lắm nè. Cái này mấy anh trai nè. Giá là 19.99 nha các bạn. Cái bộ mà này nè. Ở trong đây người ta bán hôm bữa là 65 đô. Mà mình thấy có chỗ là bán 75 đô luôn. Cũng là Costco nha các bạn. Thì cái location khác sẽ bán là 75 đô. À, hôm nay giảm giá còn 50 đô nè. Đó. Hôm nay mình thấy có nhiều màu nha. Hôm bữa là mình chỉ thấy có màu xanh này thôi. Cái mền này á là 16.99 là đang giảm giá nha các bạn. Bình thường là 22.99. Đây nè, nó mịn lắm mà cái này là size king. Mịn vô cùng luôn. Ờ, có mấy màu luôn, màu xám, màu tím và màu xanh. Đây là cái item number cho size king nè. Còn cái loại bên đây là 14.99. Này là size queen, nhỏ hơn chút xíu. Còn đây là item number cho size queen. Mấy cái bình này hôm bữa mình quay còn rất là nhiều phải không ạ? Nhưng mà hôm nay nó sale nè. Hôm nay giảm giá còn 12.99. Thì cái bình này á các bạn, mình có thể một ngày mình uống 2 lít nước như thế này. Giống như là buổi sáng là mấy giờ mình uống, mình bắt đầu từ 9 giờ, 11, 1 giờ. Đó, mình bắt đầu từ mấy giờ mình uống cho tới cả ngày luôn thì được 2 lít nước. Có thể là mình pha saffron á, mình bỏ trong đó mình uống saffron với mật ong. Có chia sẻ với các bạn cái cách pha saffron với mật ong uống cho tốt cho sức khỏe và chữa cho cái chứng bệnh mất ngủ rất là hay luôn. Và mình cần cái này nè, đẹp quá, màu xanh đẹp quá. Mình rất là thích màu này, dễ thương quá. Cũng còn không có nhiều đâu, cho nên là nếu mà các bạn muốn mua thì vô mua nha. Mà cái này là mấy anh trai nè. Kế bên cái hàng bán cái bình nước này thì người ta bán luôn cái cân. Cái cân trong nhà bếp mà mình hay dùng á. Bạn nên mua cái cân này. Thí dụ mình không có những cái cup thì mình có thể dùng bằng cái cân. Mình cân bằng gram á các bạn. Thì người ta để đây nè. Đẹp quá chừng nè. Đó. Wow. Nhìn đẹp chưa. Mà đang giảm giá có 14.99 nè. Mình nghĩ là nên mua cái này. Thì cũng đang cần. Hôm bữa mình có mua cái này là giá cao hơn. Hôm bữa mình mua là cái giá là mình nhớ không lầm là 15 đô hay 15 đô mấy á. Thì ba cái dĩa như thế này. Đẹp lắm. Mình trang trí đồ ăn, mình nấu xong mình bỏ lên đây nè. Thì hôm nay giá chỉ còn có 12 đô thôi. Bạn nào cần thì mua ha. Cái Lazy Susan này hôm bữa mình mua là 19.90 mấy sen nè. Nay xuống còn 15 đô. Người ta cũng còn không có nhiều đâu nha. Đó. Còn nhiêu đây thôi, dành cho bạn nào cần mua ha. Cái máy nè, cái Fusible, cái máy hút chân không nè các bạn. Hôm bữa cái chị có chia sẻ thì người ta bán là 99.99 là 50 đồng off. Thì cái này á cũng không có còn nhiều đâu, bạn nào cần thì mua nha. Hôm bữa khi thi chưa có mua cho nên hôm nay cũng sẽ mua. Cái nước sốt này của Nhật, barbecue sốt Nhật chấm với là thịt nướng này nọ rất là ngon. Cái này là đang clearance luôn còn 297 nha. Tháng 9 là hết hạn rồi.
Món này đang giảm giá 5.99, mình thấy rất là nhiều người thích ăn và nói rất là ngon. Nhưng mà nó là sô-cô-la nha các bạn. Dành cho bạn nào mà thích ăn sô-cô-la, có vị mặn mặn của caramel á. Mình nghe đồn cái món này ngon lắm nè. Đó, cái món này rất là ngon luôn và cũng người ta không còn nhiều hàng đâu nha các bạn. Cho nên là bạn nào thích thì mua. Mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nó ngon như thế nào, để các bạn quyết định là có nên mua hay không. Cái này tới 2023 mới hết hạn lận. Mà mấy ở đâu mình nhìn mình không có thấy. Mình thử luôn. Nó ngọt mà nó thơm vị chanh nhẹ nhẹ, béo béo nhưng mà ngọt quá. Bạn nào mà thích ăn ngọt á thì sẽ thích cái này. Cái món này rất là nổi tiếng, nhưng mà đối với mình, khẩu vị đã mình đã thích ngọt rồi, cái này nó quá ngọt so với cây chi. Còn đại ca thấy sao? Đúng rồi, nó hơi ngọt. Anh thấy nó ngọt thiệt. Thấy chắc thích ăn cái loại dạng như M&M mà có đậu phộng ở phía giữa hơn là cái này. Ồ, cái đó khác chứ, cái đó chocolate. Còn này chocolate trắng, này sô-cô-la trắng. Mà nó béo, nó phải nói là nó béo mà nó thơm, nhưng mà phải chi bớt ngọt một chút ha. Này hơi ngọt. Mùa này cũng dễ bị cảm lắm á các bạn, cho nên là nếu mà các bạn nào cần mua cái nhiệt độ đo trên cái trán của mình á thì nên mua. Ở đây bán 21.99. Cái cây ở nhà của mình cũng vừa mới bị hư luôn các bạn ơi, xài mấy năm rồi nó bị hư. Lúc trước mình mua mắc lắm. Hồi lúc trước giá hình như là tới 50 đô một cây á. Nhưng mà Costco á thì cái này á nhìn ngầu hơn mà nhanh hơn, mà có 21.99 thôi. Còn nếu như bạn không muốn mua hiệu đó, nếu bạn không muốn mua cái hiệu mình vừa chia sẻ thì đây là cái hiệu khác nha. Giá là 23.49. Mùa này bị allergy, bị dị ứng rất là nhiều, cho nên bạn nào bị dị ứng các bạn có thể mua cái hiệu này thử nha. Cái này là hết sale rồi, nhưng mà không có sao hết á. Mua về một hũ như thế này có 10 đồng mấy, gần 11 đô thôi, nhưng mà uống được cả năm luôn. Nhiều lắm nha, tới 365 viên luôn. Uống trị cho sổ mũi nè, hắt xì nè, ngứa mắt, ngứa mũi nè, ngứa cổ nè, rất là hay luôn. Bạn nào mà bị ho nhiều và ngứa cổ mà bạn tưởng nó là bạn bị ho, nhưng mà thật ra là bị dị ứng các bạn. Cho nên là bạn nên nói với bác sĩ. Ví dụ mình chữa ho hoài không được, mình có thể là chữa qua bên dị ứng. Tại cái chi đã bị rồi á, cho nên chia sẻ với các bạn luôn. Hôm nay Costco hả, dàn cái nguyên cái khu này là hồi lúc trước là thuốc nha. Costco mới làm từ ở phía bên kia qua bên đây luôn, giống như là cho nó rộng hơn để tính tiền, mà còn đông như vậy nè. Các bạn nhìn thấy không? Đông quá trời đông luôn. Tổn thất hôm nay là 731 đô. Trời ơi. Các bạn ơi, mình vô đây để mình quay, mình chia sẻ với các bạn những cái món nào khi chi đang cần, nên khi chi mua, và những món nào là mình cảm thấy là nó đã ăn giảm giá nhiều á, cho nên mình chia sẻ với các bạn. Mình thích cái bàn này quá các bạn ơi, cho nên là mình không thể nào không mua để ôm lại tuổi thơ và cho gia đình chơi luôn. Thì tổng cộng bill hôm nay cộng thêm này nữa là cũng 1.000 đô á. Mình thấy cái này quyết định đúng đắn lắm luôn á, tại vì này là gia đình với lại ở cả nhà luôn, là chơi này là thích lắm. Wow. Và các bạn ơi, video tới đây cũng dài rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT. Thank you for watching. Bye bye. See you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.